Đây là cách mình nấu cháo cá cho bé thơm ngon, không hề bị tanh. Từ 7 tháng, mẹ Cam bắt đầu cho bé ăn cá, khởi đầu bằng cá lóc. Lượng ăn thì mẹ Cam tùy theo nhu cầu của con. Vì mỗi bữa ăn rất là ít cho nên mình không giữ xương lại mà chỉ lóc lấy phần thịt thôi. Rửa kỹ với muối rồi chiên sơ cùng với một ít hành khô cho thơm. Lấy khoảng 250ml nước cho cá vào, thêm vài lát gừng đập dập và luộc cá trong vòng khoảng tầm 10 phút. Hôm nay mình thay đổi một chút là sẽ rang gạo trước thì cháo nấu sẽ nhanh mềm, thơm và không bị nát. Nếu như mẹ thích kiểu cháo nhuyễn sánh thì không cần phải rang nhá. Cá chín rồi thì vớt ra, mình lọc lại nước qua rây vì sợ lỡ có xương rơi ra trong nước. Xong rồi thì cho gạo đã rang vào đây và nấu đến khi nhừ vừa ý, khoảng tầm 20 đến 30 phút tùy theo ý thích của mẹ nhá. Công đoạn gỡ xương cá thì mẹ Cam sẽ không đeo bao tay mà sẽ rửa tay thật là sạch rồi gỡ trực tiếp. Mẹ Cam thấy là gỡ trực tiếp như thế thì mình sẽ cảm nhận chính xác hơn. Còn nếu như đeo bao tay thì mình sợ là dễ bị sót xương. Do hôm nay mình dùng mấp hương, như trước đây thì mẹ Cam sẽ hấp xong rồi xay cùng với cháo cho mịn. Còn hôm nay thì mình sẽ để sống như thế, thêm một chút nước vào và xay luôn. Mình làm như thế này để tăng thô cho bé, ăn mịn đến đâu thì mẹ xay đến đấy. Bây giờ thì cho cả mướp và cá vào nồi nấu đến khi mướp chín là được. Nếu như mẹ thích cho cá mịn hơn thì có thể là xay trước nhé. Món cháo hôm nay nấu như vậy có hơi kỳ công một chút nhưng mà sẽ thơm mùi mướp và cá thì mịn, ngọt mà không hề bị tanh một chút nào. Món này thì sẽ dành cho bé từ 7 tháng. Các mẹ hay nấu cháo cá như thế nào? Chia sẻ cùng với mẹ Cam nhé.